Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách để đấu nối cái bộ remote điều khiển từ xa để điều khiển cho cái còi hú này. Còi hú này hôm trước mình có chia sẻ các bạn đó. Đây là còi hú này, mình chia sẻ các bạn này này. Công suất cực lớn luôn. Còn đây là bộ điều khiển remote 4 kênh nhé. Mình mua rồi. Đây. Đây bộ 4 kênh. Nó có từ sơ đồ hướng dẫn này. Xài điện 12V, 4 kênh hai chức năng. Sơ lược về cái mạch điện này thì nó gồm một cái bộ nhận sóng này, bộ nhận sóng. Thì bộ này các bạn có thể mua rời của nó là cả cái này và cái mạch này này. Thì bộ này nó khoảng này gọi là module đấy, nó khoảng 40.000. Rồi đây là có ba con IC nó phân tích cái tần số bên này ra để tách ra làm 4 kênh thế này. Ở đây thì có cái nút, 4 cái nút này là để nút mình test. Không có dùng cái này thì test này. Còn đây là cái chân cắm để mình chọn chức năng, tức là nhấn dự hay là nhấn giảm, nhấn nhả nhá. Ở đây cái đặc biệt một cái á, cái đầu cấp nguồn nó vào là điện 12V. 12V này. Và các bạn nhìn thấy phía sau nó có 4 con diode. Thì 4 con diode này và cái tủ lọc điện này á, tủ điện lọc nguồn này thì chứng tỏ rằng nó có thể sử dụng điện xoay chiều 12V, hoặc là nếu chúng ta cắm điện một chiều á thì chúng ta không cần phân biệt bên nào cộng bên nào trừ nhé. Mình cắm trực tiếp vào bên nào nó cũng được thì nó sẽ chạy đúng. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái bộ remote điều khiển này và bỏ cái tay bấm này đi. Sau này mình sẽ sử dụng cái này điều khiển cho cái còi này thôi. Để mình kết nối cái 4 nút nhấn này vào cái bộ điều khiển này á thì mình phải tháo cái này ra. Đây. Bên trong nó như thế này các bạn. Xin sẽ chỉ nha. Đây là vàng này, vàng, xanh, vàng, đỏ, xanh lục, xanh lơ. Rồi. Trên cái mạch điện này các bạn, nó sẽ chắc chắn còn dây chung. Dây chung đó là dây xanh này này, nó nối chung này. Nối chung với nhau hết này. Thì để ví dụ cái dây đen nối với dây xanh thì nó sẽ ra một tiếng khác, dây đỏ nối với dây xanh ra một tiếng khác. Cho nên chúng ta sẽ cắt này nhá, và lưu ý mình lưu ý dây xanh này thôi. Đó. Còn 4 dây kia mình không cần. Quan trọng lắm. Rồi, cái này bỏ đi. Mình hướng dẫn các bạn chuyển cái bộ nút nhấn này thành qua nút điều khiển á, để video tiếp theo á là mình sẽ gắn cái bộ này nó lên cái xe máy. Mình đã tước được các cái đầu dây xong rồi các bạn, 5 đầu dây. Và ở đây các bạn thấy cái dây là dây chung nhé, và trên cái mạch điện này nó sẽ có một cái sợi nó nối chung với nhau. Đây, cái này là dây chung luôn đấy, gọi là dây com. Thì mình sẽ nối dây com này vào vị trí này luôn. Vào vị trí này nhé. 4 dây còn lại thì chúng ta sẽ đấu vào 1, 2, 3, 4. Và cảnh này này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Cái cổng bên này thì chúng ta bỏ nhé. Tại vì nó nối chung với nhau này. Mình đã nối xong tất cả các dây rồi nhé các bạn. Các bạn lưu ý này. Bên tay trái nha. Đấu trái không này. Chỉ có cái đầu tiên là nối 2 dây thôi. Dây đó dây chung. Đó, thì có phải là đỏ nó nối vào đây, đen nó vào đây, vàng nó nối vào đây, và xanh lá nó nằm ở đây. Đấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ test thử xem nó có hoạt động tốt hay không nhé. Thì mình dùng thử cái điện 12V của adapter máy tính. Do cái này là nó có bộ bảo vệ này, chống ngược cực cho nên mình đấu dây nào cũng được nhé. Không có quan trọng là cộng trừ. 1 A là đây à. B C và D. Nó hơi bị chéo chéo.
như có sự bố trí ở đây sai, không hợp lý lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, mình không quan tâm. Giờ mình sẽ test thử lên cái loa cho các bạn xem nha. Điều khiển qua cái loa. Rồi. Đây. Mình sẽ đấu nối cái này này vào trực tiếp nguồn đây luôn nhé. Còn bên này bộ điều khiển thì lúc đó chúng ta chỉ cần bấm cái remote này thôi và không cần chạm tới loa nữa. Remote này nó có khoảng cách điều khiển khoảng 50 mét. Thì các bạn có thể đứng xa 50 mét mình điều khiển được nhé. Ok, để mình đấu rồi các bạn. Bây giờ mình lưu ý với các bạn một một cái vấn đề nhé, là ở đây á nó có hai chế độ giống như lúc nãy mình nói ban đầu á. Thì bây giờ mình nhấn này, đó mình đã chuyển qua này. Nếu nhấn này thì rơ le nó nhấn nó giữ và thả ra thì rơ le nó tắt đây đó. Còn đó là mình hai cái mình đã chuyển nhá. Còn cái này này mình nhấn rồi mình thả ra nó vẫn giữ, thì phải nhấn một lần nữa thì nó mới tắt. Mà do cái loại loa này á thì bắt buộc phải nhấn nhả cho nên phải chuyển loại toàn bộ nhá. Ok, đơn giản lắm, gần mình rút này ra này. Đây các bạn. Đó, nó đang nằm ở cái cặp chân bên này thì mình rút ra mình chuyển qua chân này thôi. Đây. Đó, chỉ chuyển qua này. Này đang nối từ chân chân này qua chân này thì giờ mình chuyển qua mình nối từ chân này qua này. Và cái này ngược lại. Đang nối từ bên này qua này thì mình sẽ chuyển qua đấu bên này qua cái đây nhé. Bây giờ mình thử cho các bạn xem nha. Khi mình nhấn nút C thì đèn nó sáng và thả ra thì đèn nó tắt này. Đấy. Rồi tiếp. Đấy. B. A. Đó, rồi. Bây giờ mình nối cái loa vào nhé, để bấm điều khiển qua cái kia cho các bạn xem. Bây giờ mình đã kết nối xong và mình sẽ bấm thử cho các bạn xem kết quả nhé. Thì cái loa này kêu rất to cho nên chắc mình sẽ úp lại để giảm bớt tiếng tiếng ồn. Rồi bấm nút C nhá, mình bấm xong mình bấm lại lần nữa thì nó mới tắt. Bấm lần nữa tắt này. D này. Tiếng B này. Rồi, thành công. Quá tuyệt vời. Đấy, mình không cần phải sử dụng cái nút bấm kia nữa, nhưng mà sử dụng cái remote này có vẻ nó hiện đại hơn. Và mình điều khiển ở khoảng cách xa 50 mét. Thì cái này các bạn có thể áp dụng để bảo vệ cho cái vườn của bạn này, hoặc là cảnh báo động này kia mà mình muốn bảo vệ vườn tược này kia đó, hoặc là gắn trực tiếp lên xe máy để mình chạy. Rồi các bạn đón xem video tiếp theo nhé, mình sẽ gắn thiết bị này lên xe máy của mình.